Xin chào quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo trong cái series kiếm tiền với trang web S1 thì hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ với quý anh chị và các bạn là một cái video về thì làm thế nào để ta có thể kiếm được tiền tỷ với chỉ 290.000 Việt Nam đồng từ cái trang web S1 này. Để trả lời cho cái câu hỏi này thì trước hết chúng ta cùng tìm hiểu một số các cái thông tin cực kỳ quan trọng để chúng ta hiểu hơn về cái dự án này. Sau khi mà chúng ta hiểu về cái dự án này rồi thì cái cơ hội để chúng ta kiếm tiền với cái chương trình này thì nó sẽ không phải còn gì là khó khăn nữa. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu thêm một vài các cái vấn đề. Thứ nhất là SC1 là cái gì? Thì đây là một cái trang thương mại điện tử kết hợp affiliate marketing, tức là tiếp thị liên kết đa tầng của công ty thương mại dịch vụ tổng hợp Đỉnh Phong. Tức là đây là cái người đại diện cho pháp luật là ông Phan Quảng Sách, mã số thuế rồi cái giấy phép kinh doanh là ở đây. Đấy, có cái thông tin một số cái ở đây. Và tôi có thể mua sản phẩm trên SC1 được không? Thì đương nhiên là ta có thể mua. Trên SC1 thì có các cái combo, các cái sản phẩm đồng giá là 290.000 đồng. Các cái combo sản phẩm theo cái xu hướng rất hot trên thị trường hiện nay. Vậy thì các cái sản phẩm trên SC1 này có chất lượng hay không? Và cũng xin thông báo với các anh các chị là những cái sản phẩm ở trên này rất là chất lượng. Tất cả sản phẩm đều được kiểm định chất lượng sản phẩm, có giấy phép lưu hành từ nhà sản xuất, xuất được hóa đơn VAT và đóng thuế cho nhà nước. Vậy thì làm thế nào để tôi có thể mua được hàng ở trên SC1? Thì cái đơn giản ở đây là ta mua hàng theo các cái bước sau đây. Trước hết chúng ta chọn cái đơn hàng cần mua này, rồi đăng ký một cái tài khoản ở trên SC1 và cái tài khoản ngân hàng để chúng ta thanh toán online. Tài khoản ngân hàng đó chúng ta phải đăng ký cái internet banking và điền đầy đủ các cái thông tin và địa chỉ nhận hàng thì công ty sẽ ship hàng đến tận nhà cho bạn. Và một cái lưu ý là tất cả các sản phẩm phải đóng thuế cho nhà nước 10%, tức là 29.000 Việt Nam đồng. Tức là tổng giá trị thanh toán sẽ là 319.000. Và nhiều người cũng hỏi rằng là tôi có thể đăng bán ở ở trên đây được hay không? Thì đáp án với các bạn là nếu bạn có cái sản phẩm tốt theo cái xu hướng thì hãy liên hệ với công ty để được hỗ trợ thêm. Và tôi có thể giới thiệu mọi người mua hàng không? Thì tất nhiên rồi, tức là sau khi mà bạn mua hàng thì bạn sẽ có một cái đường link affiliate, đường link tiếp thị liên kết để giới thiệu bạn bè mua hàng ở đây. Thế thì nhiều người lại hỏi rằng thế thì ở đây có giống như là Shopee, Tiki hay là Lazada không? Thì đương nhiên trả lời với các bạn là đây là không giống Shopee, Tiki hay là Lazada. Thì bạn giữ ở trên các cái trang web này bạn giới thiệu người mua hàng thì bạn không được tiền. Bạn mua hàng ở trên Shopee bạn không có cơ hội để kinh doanh kiếm tiền tỷ, nhưng mà khi bạn mua hàng trên SC1 thì bạn có thể kiếm được hàng triệu USD từ cái việc mà kết nối cộng đồng ở trên đây. Vậy thì tôi được gì khi giới thiệu khách mua hàng trên SC1? Thì bạn được hoa hồng, rất nhiều hoa hồng. Bạn sẽ nhận được tiền từ 80.000 Việt Nam đồng cho đến 114 tỷ Việt Nam đồng khi mà kết nối khách mua hàng trên cái website SC1 này. Chúng ta có thể tham khảo cái bảng hoa hồng mà hôm trước trong cái video lần trước thì tôi đã giới thiệu với các bạn rồi. Vậy thì bây giờ trả lời cho cái câu hỏi là làm thế nào để tôi có thể kiếm được tiền tỷ chỉ với 290.000 đồng từ cái trang web này. Và rất đơn giản là chúng ta sẽ có 5 cái bước sau đây. Bước thứ nhất là chúng ta mua một cái đơn hàng có cái giá trị là 290.000 Việt Nam đồng qua cái link mà tôi giới thiệu để ở dưới cái phần mô tả của video đấy. Và cái bước thứ hai là chúng ta sẽ giới thiệu 5 người mua một cái đơn hàng cũng 290.000 đồng giống như các bạn vừa mới mua. Và cái bước thứ ba là hãy cùng tham gia vào các hoạt động trên các cái nhóm group của chúng tôi, của công ty và các cái chương trình hội thảo online và xem các cái video hướng dẫn cách để chúng ta kiếm thêm tiền từ cái chương trình này. Và tôi đã có một cái series cho các bạn hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền ở trên kênh YouTube của tôi ở trên này rồi. Và bước thứ tư là chúng ta hãy hỗ trợ 5 người bạn của mình, mỗi người đều giới thiệu ra 5 người cùng mua hàng giống như các bạn vừa mới làm. Và cái bước cuối cùng là sau khi mà chúng ta đã làm được những việc đó rồi thì chúng ta sẽ hưởng cái thành quả của chúng ta là đi du lịch cùng với đội nhóm.
Đấy, đấy là những cái công việc mà rất đơn giản mà rất tuyệt vời, và khi mà ta làm được những cái điều đấy rồi thì cái kết quả nó sẽ tự đến với chúng ta. Vậy thì nhiều người lại hỏi rằng đây có phải là bán hàng đa cấp hay không? Thì theo bạn như thế nào là bán hàng đa cấp? Thì tất cả chúng ta đều mua hàng một cái giá trên website, công ty áp dụng chính sách giới thiệu qua cái đường link để giúp mọi người mua sắm dễ dàng hơn, tiếp cận với cái thời đại công nghệ 4.0 trên toàn cầu. À, kiếm tiền chỉ cần dùng điện thoại online đều được. Vậy thì các bạn hãy phân tích thử xem, đây mới chỉ là 290.000 đồng, bạn nhận được gì? Như trong đấy thì là 3 chai nước rửa tay sát khuẩn này, là quá rẻ so với cái giá bên ngoài thị trường. Và giá ở trên này combo rất nhiều các cái bộ giá rẻ, chỉ có 290.000 đồng thôi. Vậy thì khi mà chúng ta làm, chúng ta kiếm được tiền rồi thì làm thế nào để chúng ta rút được tiền hoa hồng? Thì ở đây bạn có thể rút tiền hàng ngày hoặc hàng tuần, hàng tháng, thì bạn có thể đặt cái lệnh rút thủ công hoặc là tự động trên website, tiền sẽ về thẳng cái tài khoản ngân hàng của bạn. Đây là một cái điều mà rất tuyệt vời đối với trang web S1 này. Đấy. Và cái cách đăng ký cái tài khoản này thì tôi đã có một cái video hướng dẫn rồi. Bạn chỉ việc click vào cái link mà tôi để dưới cái phần mô tả của video đây, và làm theo cái phần hướng dẫn mà tôi đã hướng dẫn trong cái video. Việc đăng ký rất dễ dàng, sau khi điền đầy đủ thông tin thì chúng ta vào mail để chúng ta kích hoạt cái tài khoản nữa là xong. Những bạn nào mà đã đăng ký rồi thì các bạn có thể để lại cái lời bình luận bên dưới của video nhé, để nhận được cái sự hỗ trợ tốt hơn từ từ tôi, và sẽ đưa các bạn vào một cái nhóm hỗ trợ của tất cả những người mà trong hệ thống, và các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ kiếm tiền và sẽ làm một cách là nhanh hơn. Đấy, đấy là một số các cái thông tin mà rất quan trọng, rất cần thiết đối với những người mà muốn kiếm tiền với S1 này, với có mỗi 290.000 đồng thôi, là chúng ta có thể kiếm được một cái số tiền rất lớn từ cái việc mà affiliate, xây dựng hệ thống. Đấy, chúng ta có thể kiếm đến một cái số tiền lớn hơn 100 tỷ. Đấy. Vậy thì cái dự án này, mọi cái thông tin là tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn, những cái điều mà thắc mắc các bạn có thể gặp phải. Còn nếu như những bạn nào mà còn đang còn băn khoăn thì các bạn hãy cứ đặt những cái câu hỏi ở dưới cái phần mô tả của video, và tôi sẽ giải đáp các bạn trong cái khoảng thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video hướng dẫn tiếp theo của tôi.